Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rose. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc mũ Spider-Man như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu bò, và ở đây thì các bạn cần phải có 4 cuộn với 3 màu khác nhau như thế này. Cụ thể là các bạn cần phải có 2 cuộn màu trắng, 1 cuộn màu xanh và 1 cuộn màu hồng. Và khi móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 4.5mm. Thì bước đầu đó là các bạn sử dụng len màu trắng này và bắt đầu móc phần nón cho mình. Thì để móc được phần nón, trước đó là các bạn cần phải tạo một vòng tròn ma thuật. Và cách tạo vòng tròn ma thuật sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ để hai ngón tay song song với nhau như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len và quấn quanh hai ngón tay này một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ rồi thì các bạn sẽ lấy phần lỗ này ra khỏi hai ngón tay. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này, kéo len qua. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ nhất. Và để móc vòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này, móc liên tục cho mình 13 mũi móc kép cùng một phần lỗ. Thì sau khi mà các bạn đã móc liên tục cho mình 13 mũi móc kép cùng một phần lỗ rồi, bước tiếp theo để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo lại cho thật chặt. Và như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 14 chân mũi. Và để kết thúc vòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây, sau đó thì kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai, và để cho cái hình tròn này to dần qua các vòng thì bắt đầu từ vòng thứ hai này trở đi các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cụ thể cách móc vòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân mũi đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai này và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Như vậy công thức tăng mũi cho vòng thứ hai đó là bắt đầu từ chân mũi thứ hai trở đi thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết vòng thứ hai. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 28 chân mũi. Và để kết thúc vòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây, sau thì kéo liền qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba, và để móc vòng thứ ba, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai này, móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba và móc lên cho mình một mũi móc kép trên một chân móc. Sau đó đến chân mũi thứ tư thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Như vậy từ chân mũi thứ ba trở đi, công thức tăng mũi cho vòng thứ ba đó là với chân mũi lẻ thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép trên một chân móc, và với chân mũi chẵn thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết vòng thứ ba. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ ba rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 42 chân mũi. Và để kết thúc vòng thứ ba thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây, sau thì kéo liền qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ tư. Và cách móc vòng thứ tư cụ thể sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân mũi thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba, móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó đến chân móc thứ tư và chân móc thứ năm, các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc thứ sáu thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Như vậy từ chân mũi thứ tư trở đi, cách tăng mũi cho vòng thứ tư đó là 1 1 2, cụ thể là với chân mũi nằm ở vị trí thứ nhất và thứ hai thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép trên mỗi chân móc, và với chân mũi nằm ở vị trí thứ ba thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình
hai mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ tư. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 56 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ tư thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc số thứ ba nằm ở đây. Sau thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ năm, và công thức tăng mũi cho dòng thứ năm đó là 1 1 1 2 1 1 1 2. Cụ thể là với chân mũi nằm ở vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì mỗi một chân mũi các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và với chân mũi nằm ở vị trí thứ tư thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình hai mũi móc kép cùng một chân, chỉ trừ chân mũi đầu tiên bắt đầu cho mũi dòng là các bạn sẽ móc lên cho mình là 3 mũi móc xích, và 3 mũi móc xích này sẽ tương đương với lại là 1 mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ năm. Và cụ thể cách móc dòng thứ năm sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 70 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ sáu, và công thức tăng mũi cho dòng thứ sáu đó là 1 1 1 1 2. Cụ thể là với chân mũi nằm ở vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư thì mỗi một chân mũi các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và với chân mũi nằm ở vị trí thứ năm thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình hai mũi móc kép cùng một chân, chỉ trừ chân mũi đầu tiên bắt đầu lên mũi dòng thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, và 3 mũi móc xích này là bằng 1 mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ 6. Và cụ thể cách móc dòng thứ 6 sẽ là như sau. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 6 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 84 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 6 thì các bạn đã móc xong phần chớp cho chiếc nón. Và bắt đầu từ dòng thứ 7 này trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân nón cho mình. Và cụ thể cách móc dòng thứ 7 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 2 này, móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ 7. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 7 rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 7 mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 84 chân mũi. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 14. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân nón. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần chia tay cho mình. Thì để móc được hai phần chia tay, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần nón này ra làm 5 phần. Thì tính từ chân mũi đầu tiên, từ tay trái tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai, sau đó là phần thứ ba, phần thứ tư và cuối cùng là phần thứ năm. Thì phần thứ nhất và phần thứ năm có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 13 chân mũi cho mỗi phần. Phần thứ hai và phần thứ tư có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 14 chân mũi cho mỗi phần. Và phần thứ ba có tổng số chân mũi là 30. Thì các bạn sẽ móc hai phần chia tay ở phần thứ hai và phần thứ tư. Đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần chia tay thứ nhất nằm ở phần thứ hai trước nha. Thì để móc phần chia tay thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ dùng len màu trắng này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ hai là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần chia tay.
Và bắt đầu từ dòng thứ nhất này, mỗi một bên phần rì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Thì khi mà các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích, tức là các bạn đã giảm đi cho mình một chân mũi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến khi nào mà các bạn móc phần thứ hai này còn lại. Hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc phần thứ hai và còn lại hai chân mũi cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 13 và chân móc thứ 14, giảm đi cho mình một chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 13 kéo liên qua một lần. Tiếp theo đó là đến chân móc thứ 14 cũng như vậy. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong cho mình một chân mũi rồi, và các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là mỗi một bên phần rì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi. Và hai bên thì tổng cộng các bạn sẽ giảm đi cho mình đó là hai chân mũi. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 5. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 4 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 thì các bạn đã móc xong phần chia tay. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết này lại cho mình. Và tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần chia tay thứ hai nằm ở phần thứ tư, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần chia tay thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần chia tay thứ hai nha. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ dùng len màu hồng này để móc phần viền nón cho mình. Thì để móc được phần viền nón, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thân nón là nằm ở đây. Tiếp tục đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên phần viền, và để móc lên phần viền trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau thì đâm vào chân mũi đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc đơn kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại cái bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết phần thứ 5. Tiếp theo đó là đến phần chia tay thứ hai, thì để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của móc kép. Như vậy tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết phần chia tay thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần chia tay thứ hai rồi, với cái phần còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại cái bước tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc và quay lại điểm bắt đầu rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong phần viền nón rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần mắt cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần mắt thứ nhất trước nha. Thì để móc được phần mắt thứ nhất trước đó là các bạn sẽ dùng len màu trắng này và tạo một vòng tròn ma thuật cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ nhất, và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép cùng một phần lỗ. Và để cho cái hình bán nguyệt này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len nó ngồi cùng này. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo lại cho thật chặt. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 6 chân mũi. Tiếp tục để cho cái hình bán nguyệt này to dần qua các dòng, bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi, các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cụ thể cách móc dòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích.
Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, đâm vào chân móc thứ nhất này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai, móc liên tục cho mình hai mũi móc kép cùng một chân. Như vậy bắt đầu từ chân mũi thứ hai trở đi thì công thức tăng mũi đó là các bạn sẽ móc liên tục cho mình hai mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết vòng thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba, và để móc vòng thứ ba trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, đâm vào chân mũi thứ hai này, móc liên tục cho mình hai mũi móc kép cùng một chân. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba, móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ tư, móc liên tục cho mình hai mũi móc kép cùng một chân. Như vậy bắt đầu từ chân mũi thứ ba trở đi, công thức tăng mũi cho vòng thứ ba đó là 1 2 1 2 1 2. Cụ thể là với chân mũi lẻ thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép trên một chân móc, và với chân mũi chẵn thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình hai mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết vòng thứ ba. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ ba rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 18 chân mũi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết liền lại cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang lên màu hồng để móc phần viền, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần viền nón mình đã hướng dẫn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại cái bước đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết hình bán nguyệt. Và sau đó là đến phần cạnh của hình bán nguyệt thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của móc kép và móc lên cho mình các mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết phần cạnh của hình bán nguyệt. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ chừa một cái đoạn len dài khoảng 100cm. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thường này cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong phần mắt thứ nhất rồi. Với phần mắt còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã có được hai phần mắt rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo phần mạng nhện cho phần nón. Và các bạn sẽ dùng len màu xanh này để tạo phần mạng nhện cho mình. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau.
Sau khi mà các bạn đã tạo xong hai phần dây cột rồi thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc mũ Spider-Man như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.